anh sẽ đo cái nhiệt độ ngoài trời nha. Đó, 33 33 độ thấy nóng, không? Đó, bởi vì nó nóng cực kỳ nóng luôn. Đó, 32 32 33 này thấy không? Đó, rồi ok. Thì bây giờ sẽ quay vô, anh sẽ đo ngay cái nhiệt độ ngay trước cái quạt nha. nóng Đây, quá trước cái quạt mẹ, này rất là lạnh luôn nha cả nhà. tê tái Đó, còn 28 độ. Biết bao nhiêu người á mà nói trời trời quá trời nóng, thế đây có cách nào mà chỉ hết nóng ngay lập tức, hoặc là chế cháo được cái cây về, cái quạt cái gì đó đây, mà hết nóng đó. em chuẩn bị sẵn giùm mình luôn nè. Cái quạt ha mà em á là càng mở nó càng nóng. Tại sao? Tại cái quạt á là em mở lên cái motor á, sao nó chạy nè, nó Đúng chạy nó rồi, sẽ hút cái hơi nóng nó sẽ truyền ra mình hết trơn, bao nhiêu nóng là hưởng hết trơn. Tại vì mình cảm giác là nó có hơi gió thôi, nhưng mà cái gió này là cái gió nóng chứ không phải là cái gió mát. đúng rồi, càng bạc quạt gió là càng nóng nha, buổi Đúng trưa. rồi, bởi vì á mình ta mới chế quạt hơi nước nè nè, rồi á là làm nhanh cấp tốc á, gì lạnh cấp tốc nè đó, có biết không, có biết không đó. Thì đó, bây giờ thì anh thức chỉ em đi nè, Trời sẵn ơi, chỉ em nữa đi. hả? Trời, bữa nay là đi ngô là đem là cái cây mà gì bấm nhiệt luôn nha cả nhà. Đây cây bấm nhiệt theo luôn để coi á, là nhiều người nói là chế chế cây quạt hơi nước mà sao mà nó Nó nóng nóng hơn, hơn làm sao mà nóng hơn được. Cả nhà mình á là sử dụng cây quạt nhỏ nha. Đó, để ngày hôm nay mình sẽ chỉ cả nhà từ đầu tới cuối làm lại một cái cây quạt hơi nước là cực kỳ nhanh, trong vòng là khoảng một phút chừng 15 phút. Nói à? chung 10 phút là nói hơi quá, còn 15 phút. Bây giờ anh Lanh đi vô lấy dây rút giùm em đi. Đó, rồi để em chế cái cây quạt này cho cả nhà coi. Nóng quá Đây, em chịu hết mình nổi luôn sử á. dụng là cái quạt nè, 2 tấc nè, 4 tấc nè, thấy không? Cái quạt nhỏ được chưa? Cái quạt nhỏ thì gió nó thổi nó mới tập trung ra nó được, còn cái quạt bự là gió nó sẽ thổi tản ra, nên đó là sử dụng cái quạt bự nó sẽ không mát, mình chỉ sử dụng cái quạt nhỏ thôi. Rồi cái cách làm như thế nào thì để mình chỉ cho cả nhà cái cách làm từ đầu tới cuối luôn, từ A tới Z luôn, ai cũng làm được hết trơn á. Đây, đưa đi Ngô, đưa thùng nước đá đây. Mình sử dụng cái thùng nước đá nha cả nhà. Đây đó, cái thùng nước đá đây, 1 gang nè, đó, hơn gan chút xíu là cả nhà đi ra mua cái thùng nước đá vậy nè, đo gì thì giùm mình là được. Đặng chi đặng để cái quạt này lên á là sao cho nó vừa nè, đó, cái thùng đá với cái quạt nó vừa hính luôn, thì mình để là gì nè lên á thì cái cảm giác là nó vừa dặn hơn, mua thùng bự hơn vẫn được, nhưng mà mình sử dụng thùng nẻ thì nó cho vừa. Đó, thùng Nó bự á gọn thì hơn nước nè. đá mình phải để nhiều hơn, còn thùng nhỏ mình để chừng cục thôi là lạnh nguyên một đêm. Mà cái này rất là ít hao nước đá nha. Tại sao? Tại vì á là bao nhiêu nước đá nó nằm trong đấy cho à. Đầu tiên mình sử dụng làm á là mình sử dụng á là 3 chai nước nha cả nhà. Đây, sử dụng 3 chai nước, mình sẽ cắt ra đây đây Mấy à. chai nãy giờ chai em nhắc chai nước luôn nè là mình sử dụng chai bự bự chút xíu, chai 1 lít đó cả nhà. Nhà ai mà có uống nước ngọt mà mấy chai bự bự, chai 5 xị cũng được, còn ở bên đây thì mình sử dụng cái chai trà ô long. Đây mình sẽ cắt nha, nhớ nha cả nhà, cắt ngay cái chỗ dành bự nè chứ không có cắt cho nhỏ nha. Đây đó, rồi ok, 1 nắp nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt 3 cái ra, còn chai đây nữa nè là 3 chai, là một phát một đi rồi ngủ nguyên một đêm với là chỉ chừng 2.000 nước đá thôi. Ví dụ nhà ai mà có tủ lạnh á là không có cần mà mua nước đá luôn. Đây ai xong mở tủ lạnh ra luôn đi, để cái nằm chỗ đó đó mở mở tủ lạnh ra đi rồi á là nằm tới chỗ đó tháng rồi luôn đóng đi, tiền điện. đã luôn. Đây nè cả nhà, mình á là cắt thí dụ mà trong cái vòng tròn nè, ngay cái phần mà bự nhất, ngay giữa cái vòng tròn là cái phần bự nhất đúng không? Đây nè, nó có khớp á, đặng chi đặng mình lấy hơi lạnh nhiều hơn. Sau khi á là mình á là cắt được mà 3 cái chai vậy nè cả nhà. Đây, 1 chai, 2 chai, 3 chai. Thì bây giờ mình á là sẽ tiến hành là sử dụng một cọng dây chì nha. Một cọng này á thì mình để á, mình hơ mình phát cái lỗ trên cái chai. Đó, anh Linh hơ giùm em cọng này đi. Cọng này á là mình á là sẽ bẻ thành một cái vòng tròn nha cả nhà. Đây, bẻ thành một cái vòng tròn, đặng chút xíu mình hơ lỗ, hơ lửa mình nhét cái ống ruột gà này vô nè. Thí dụ mình lấy dao á, mình phét cũng được, nhưng mà mình nó hơ lửa thì á là mình nó đưa vô á, cái ống nó chắc hơn, nó không có bị mà cái tình trạng mà nó bể á. Cái lỗ nó nhìn nó tròn Đúng hơn. rồi, cái lỗ nó sẽ nhìn tròn hơn, để mình chỉ cho cả nhà cái mẹo mà phét lỗ trên cái thùng mốt đó. Cái này làm rất là đơn giản chút xíu là rồi à, thì cả nhà coi clip mình nó cũng biết đó. Đây nó xong mà được chị nè, cái mình bẻ ngược nó lên đây, nó sẽ tạo thành hình tròn đây. Đó, tròn tròn như là cả nhà, bự hơn cái nè, nhấp mà vừa vừa lọt lọt nhẹ nhẹ cái nắp nào được nè. Đó, hoặc là mình á là sẽ đo cái nè là nó vừa vừa nè, nó nhỏ hơn chút xíu, nó nhỏ nó vừa mà lọt vô cái lỗ này nè, tại mình á là hơn chút xíu nó sẽ bành ra, mình đút cái ống này vô là nó vừa hính luôn. Ồ, trừ heo ha. Đúng rồi, mình Hay thấy ta. trừ hao, trời làm gì trừ hao chứ. Rồi, đập đập cái này lại cho nó tròn tròn chút xíu nha. Đó.
rồi cái xong đó, sau khi mà nó tròn rồi nè cả nhà, thì mình sẽ đem ra mình hơ lửa thôi. Đó, hơ lửa mình chọt đây một lỗ, đây hai lỗ là xong. Đó, bây giờ Liên Ngô hơ giùm Liên Ngô. Đây, cái cây sắt nè, bây giờ nó nóng rồi nè. Nóng rồi á thì mình sẽ chọt hai bên nè. Đó, hai bên là hai lỗ nha. Nên anh hơ đi. Đây một lỗ nè. Đây, chút xíu đặng mình chia, đặng chút xíu mình lấy dây rút á, rút đây một lỗ, hai lỗ ngang. Đó, cho nó bự bự chút xíu, lấy rút luồn vô dễ. Một cái nè. Đây, cái nữa. Miễn sao có cái lỗ là được rồi. Đúng rồi, hai cái sao nó có cái lỗ là được à. Cái này trời nóng rồi phải làm cái này mới được chứ. Đúng rồi. Cái quạt này là rất là tiện luôn nha cả nhà, không có hao nước đá đâu, cả nhà đừng có sợ mà hao nước đá. Đó nè, Liên Ngô đốt lên đây, rồi làm cái bên đây. Rồi sau khi mà cái cây sắt này nè cả nhà mà nó nóng rồi, mình sẽ tiến hành mình đâm lỗ nha. Cái quan trọng nè, đâm nè, cả nhà thấy cái mục đây không? À, thấy có lỗ không? Đó, ở trên chọt thẳng xuống. Nó có vòng tròn sẵn. Một cái. Đó. Rồi bên đây là hai bên hai cái nha. Đây. Một cái. Rồi, ok. Đây một cái nữa. Cho đều đều nhau nha. Rồi, ok. Rồi. Đó, được lỗ như vậy nè. Cái lỗ này á thì mình nhét cái này nè cả nhà. Đó, cho nó khít vô luôn. Đó, nó rất là vừa thấy không? Đây nè, là dính luôn á. Là được. Đây, đây mình đo nè. Nó vừa hính luôn thấy không? Cái này. Đó, đây cũng vậy nè. Nó vừa luôn này, nó không có bị xì hơi. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành mình để cái quạt lên nè cả nhà. Đó, thấy nó vừa không? Đây, ở trước một lỗ nè, hai lỗ nè, ở sau một lỗ nè. Đây mình là sẽ cắm cái đầu này xuống nha cả nhà. Nãy mình là phét cái lỗ sau nè. Đó, phét cái lỗ cho nó vừa thiệt vừa, cắm là cho vừa hính luôn á. Rồi. Đó. Chọt nó xuống. Đúng rồi, chọt nó xuống. Đây, đó, thấy nó vừa hính luôn không? Okay. Vậy á thì nước đá nó đâu có tan được. Đây mình sẽ đo lên tới cỡ phẳng này nè. Đó, mình lấy cái này mà úp vô. Đây úp lên nè, mình đo lên. Đó, như mình truyền oxy á, đo nè thấy không? Cảm giác á là mình sao mình gắn vô được là được rồi. Đây, trừ hao tới đây. Đó, mình sẽ cắt cái này ra. Đây. Đây cắt này ra nha cả nhà. Để hỗ trợ tiếp nha. Ok. Đó, cắt này ra, dăn cái lọ đầu này lại. Dăn chỉnh tròn tròn. Đúng rồi, dăn cho tròn tròn lại. Rồi, ok, lấy cái này nè. Nông nó vô. Đây. Nó hơi khó vô nha cả nhà. Nhưng mà mình xay á là được, lỡ vô à. Nó vô thì khó xích á. Đúng rồi, tại vì nó khó vô nhưng mà nó vô rồi nó không có xích ra được. Nó vô rồi đó. Đó. Rồi. Rồi, đó. Cả nhà thấy không? Nó vô được vậy nè, lại kiến ngắt luôn nè. Rồi anh đưa cầm dây rút em. Đây mình sẽ cọp lên đây một đai cái nha. Đây cả nhà chị nhìn kỹ nghe mấy cái chỗ mình cọp nha cả nhà. Đây, đây, đó, mình cọp một cái lên đây thôi lỡ dính à nè. Lùng. Đây, đây là cái mà để hơi lạnh nó vô. Đây, thấy không? Hơi lạnh từ dưới này lên nè. Còn cái á, là cái hơi mà mình lấy mà vô đây á thì mình sẽ cắt cái cọng này làm đôi. Đây, mình đo làm đôi nè. Đó, mình cắt ngay giữa nha. Đó, rồi. Đó, bây giờ mình sẽ nâng cái đầu này vô đây nè. Nông vô thì nó hơi khó nhưng mà nó dính rồi á, nó ra không có được. Rồi vô đây nè. Đúc vô lỗ. Đúng rồi. Đó, nằm vô lỗ. Rồi đó, bây giờ mình lại sẽ lấy dây rút á, mình rút hai cái nè cho nó nằm vậy nè. Ừ. Đây, đó, mình rút vô một bên. Đây, đó, rồi buông này. À, chút xíu mình sẽ rút ra dưới đây chút xíu cho nó ngay. Rồi cái đó rồi chưa Liên Ngô. Nè, anh coi thử anh đẩy vô cứng giùm em cái. Rồi ok. Mà nó dính vậy là được à. Được chưa? Đó, rồi ok. Đó, mình sẽ đúc cái đầu này xuống chút xíu nè. Đó, ít thôi. Rồi đó mình đưa lên mình cọc đang cọng dây nữa. Sau khi á là mình gắn xong một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt dây. Đây, đó. Đó, cả nhà bây giờ cả nhà chiêm ngưỡng lại coi cái thành quả của mình đã làm xong rồi nè, thấy đẹp không? Đây nó. À, dạ. Ở đây á là cái cọng dây nó là nó truyền cái không khí lạnh lên đây đặng cái quạt nó thổi ra cho mình. À. Còn ở đây á là nó lấy gió vô trong cái thùng. Ừ. À, lấy gió vô trong thùng, ở trong thùng có nước đá nó lạnh sẽ truyền hơi lên cọng dây này. Nó hút lên. Nó phát ra.
đó là xong. Mình á là sử dụng là khoảng hai cục đá nha cả nhà. Thí dụ mình á là nhà ai có tủ lạnh á thì sử dụng nước đá tủ lạnh, còn nhà ai không có nước đá tủ lạnh á thì mình thì có thể là nước dừa mua đó. Rồi bây giờ mình có thể là cái này á mình làm như nè, đặng chi đặng mình gỡ ra gỡ vô nè, thấy không? Đó, mình gỡ ra mình để nước đá vô. Rồi đưa đồ đặt đá đây, rồi đập hai cục đá vô đây nha. Hai cục đá thôi là lạnh nguyên cái phòng luôn đó. Tại vì ở đây là cái thùng nước đá và nó rất là khít hơi, làm như kiểu mình nó rất là khít hơi nên nó rất là mát. Mở lên á trong vòng khoảng 30 giây thôi là nó mát hết trơn rồi. Rồi đó, sau khi mà đặt nước đá vô rồi nè cả nhà, đó thì mình sẽ để cái này lên thôi. Đó, thấy nguyên cái đề dễ không? Nó rất là gọn luôn. Đây, mình đỡ vô nè thì cái quạt nó thổi nó lấy hơi đây nè, nó ra đây nè. Cái quạt nhỏ mới được nha, cái quạt bự là không được nha. Đây bây giờ mình sẽ bấm quạt. Đó, nút nào lớn nhất? Nút 3 lớn nhất. Rồi đó, mình á là chờ trong vòng khoảng là 30 giây. Đó, tại vì tại sao là tại vì cho gió nó vô cái hơi đây nè. Chút xíu. Đó là đẩy cái hơi lên là mát à. Bắt đầu có hơi lạnh nè. Đúng, lạnh rồi nè. Đó, Liên Hồ thử ai mát chưa? Trời đã vậy. Đó, rất là lạnh luôn nha cả nhà. Chút xíu mình gờ ngay chỗ nào, ngay cầm dây nè, rất là lạnh luôn. Đó, rồi chút xíu mình sẽ đo cái nhiệt độ lại cho cả nhà coi. Lạnh chưa? Nè, lạnh lắm luôn á. Mới bật lên á thì nó chưa có lạnh liền, trong vòng khoảng 30 giây thôi lạnh. Nếu mà cái phòng nhỏ nhỏ của mình á là mình sử dụng chừng hai cục như vậy là được rồi. Em ở nhà trọ là em làm được hai cái. Đúng rồi. Ai mở nhà trọ làm cái này đi. Thí dụ mình á là không có nước đá, mình bỏ nước thường, nước lạnh vô đây luôn. Có nó vẫn được. Yêu cầu có hơi nước là được. Bây giờ anh sẽ đo cái nhiệt độ ngoài trời nha. Đó, 33 độ đúng không? Đó, bởi vì nó nóng cực kỳ nóng luôn. Đó, 32, 33 nè, thấy không? Đó, rồi ok. Thì bây giờ sẽ quay vô, anh sẽ đo ngay cái nhiệt độ ngay trước cái quạt nha. Đây, trước cái quạt nè, rất là lạnh luôn nha cả nhà. Tê tái luôn. Đó, còn 28 độ.